Cá về nữa anh em ơi. Ở đây là có HP Rod, anh em hỏi HP Rod được có lại nha. Rồi đây. Tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu. Lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai. Rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em bên cạnh anh. Ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau, luôn dõi theo. Cá về nữa anh em ơi. Ở đây là có HP Rod, anh em hỏi HP Rod được có lại nha. Rồi đây khui thùng mới. Tí rồi sẽ quay hết các loại coi luôn. Cuối tuần này sẽ có clip đầy đủ hơn. Bữa nay mình quay clip những loại mới về rồi. Tí rồi quay một ít beta cho anh em nào đam mê beta xem nữa. Quá cắt gì kỳ ba. Đây chúng ta sẽ ăn nấm nha bạn. Đây em đây khui thùng nấm. Rồi để nắp luôn. Rồi bới luôn, hết xài được thùng luôn. Trời ơi. Gì đây? Coi sọt. Coi sọt nha anh em. Đó. Đây coi sọt. Xì luôn rồi, cắt đi xì luôn ba. Coi sọ anh em ơi. Tí lên hồ báo giá nha. Đây coi sọ rất là đẹp luôn. Có ri bông luôn. Quân gòn luôn. Quân gòn vẫy đẹp luôn. Rồi kiếm mấy trống đồng đỏ ơi. Ô đồng đỏ máy tay bơi luôn, trời ơi. Đồng đỏ máy tao bơi bướm luôn. Trời ơi gì vậy. Ôi luôn tao bắt riết bông xua. Lộn không riết bông thôi. Tao bắt riết bông em ơi. Riết bông. Tao bắt riết bông luôn. Mà lên hồ rồi bá cháy luôn. Trời ơi chiến đấu rồi. Trời ơi sao chơi. Ôi hồ nào trong trong rồi. Rồi hàng đẹp anh em ơi. Hàng khủng đây. Rồng đỏ đi bông VIP. VIP slip. Rồi xong. Dư trống luôn rồi. Dạ dư trống. Trời ơi máy nữa à. Máy rồng đỏ VIP nè anh em. Trời ơi. Quay khủng luôn. Tay bơi dài luôn. Tay bơi bướm luôn. Trống nè. Trống rồi xong. Trống này cá nhập kêu bằng cụ luôn. Đuôi hấp môn. Trống VIP. Đây còn nữa đây lấy trống lên quay chơi. À, anh em nhìn máy nè. Trời ơi máy bay kìa. Quá dữ luôn. Tay bơi nè, tay mình quay trống cho anh em xem máy đẹp quá không quay nữa. Lấy mấy trống mình quay nè. Rồi, hàng chiến đấu luôn anh em ơi. Rồng đỏ tia đẹp. Đuôi hấp muôn. Đồng hoàng này chất lượng rồi. Nguồn tốt làm giống lâu lâu mới có. Quá đẹp. Đó, nhìn con trống nè anh em. Bản đuôi nè, tia nét từng tia luôn. Đó, quay kìa, trời ơi. Hết bài luôn. Máy cho anh em nghĩa lại máy khoát nè. Máy nè. Nếu xeo 2 không thì ngủ dữ vậy. Rồi con máy này, con máy ra coi. Máy đất nai mà tao quay đồng đỏ đi vô làm gì. Đồ đất nai. Ôi. Đây đồng đỏ riết bông, máy tia đẹp luôn, quay đẹp luôn. Đó, quay dựng luôn. Đây này là hàng chất lượng cao thi đấu giải tuyển quốc gia luôn em. Đó giải này đi thi đấu quốc tế luôn. Bao đầu. Nắm đầu thôi. Rồi quay kìa. Đây. Cặp này quá xuất sắc luôn. Còn trước mặt chúng ta đây là dòng Lotto Watch. Cũng được sai rồi anh em ơi. Đây là dòng Lurat Rip Bong. Đây mình có một cặp cả giống duy nhất. À bán lỗ anh em ơi, bán cặp này bán lỗ luôn nha.
rất là đẹp tại bờ biển VC. Bao với anh em hàng này trên thị trường là giá cũng cỡ 8-900 một cặp luôn á. Đây, rất là đẹp luôn và duy nhất một cặp này nha. Cái giống mình share lại anh em nào thích sưu tầm cá đẹp, cái gì làm giống, bụng nó ôm trứng, tay bơi dài rất là đẹp. Duy nhất một cặp, duy nhất một cặp. Và giá cho anh em nào sở hữu cặp này là 600k, giá đẹp không cần bàn, duy nhất một cặp. Bán cũng tiếc lắm anh em à. Nhưng mà đây coi như mình chia sẻ giá vốn là cho anh em nào thích đam mê. Họ có một cặp cá đẹp để chưng. Mình xin nhắc lại là 600k duy nhất của một cặp này thôi. Vâng, tiếp theo đây là một hàng cũng rất là hot và cũng mới có lại sau một khoảng thời gian cháy hàng. Tiger Yellow King Cup ra. Hàng tuyển, quay lưng đẹp, chấm đều. Đây, cá như anh em xem đây. Rất là đẹp. Đúng chuẩn Tiger luôn, da răng ri, báo đốm à. Đây, cho ra hồ luôn anh em. Thấy chưa, màu sắc rất tuyệt vời luôn. Đây, trời ơi, quay lưng kìa, rất là dữ luôn anh em. Quay đứng luôn, quá đẹp, bổn này cực kỳ đẹp luôn. 200k một cặp là giá của dòng này. Hàng tuyển nha, hàng thường thì mình đã đẩy đi sỉ hết rồi, giờ chỉ ra hàng tuyển thôi. Rất đẹp luôn. Đó, cá này anh em xem video đánh giá chất lượng giúp mình. Đó, size cá này đây, ngón tay của mình, con cá đây, anh em so sánh. Rồi nó lớn còn nó nhỏ gì đó. Rồi hàng này 200k nha anh em. Đây, còn đây là máy. Máy đây anh em. Xoay quan sát thì máy cũng vằn vi rất là nhiều. Máy hoài vằn lên trên thân người luôn. Mà đang ôm trứng ôm bầu rất nhiều rồi. Đó, về là khỏi sợ tịt đẻ luôn. Có bầu có trứng sẵn luôn. Vâng, tiếp theo là hàng rồng đỏ Ripon. Hàng này là Ripon kém hơn kia một xíu. Đấy, hàng này thì 150k một cặp thôi anh em ơi. Cũng rất là đẹp nha, nhưng mà do cái rồng này thì quá xuất sắc rồi, không đẹp bằng rồi. Sáng quá. Đó, cái rồng này quá xuất sắc rồi. Đây, còn rồng này là 150k. Hàng kém hơn nhưng cũng rất là đẹp nha. Tiếp đến đây là Fancy Red. Red Fancy anh em ơi, Red Fancy Copper Dual Star cực đẹp luôn. Hàng tuyển. Anh em xem. Quá đẹp. Hàng mình đang xem, quay cho anh em xem là 150k một cặp. Ở độ 150k một con. Một cặp là đây, đuôi star tiếp, star cực nét luôn, 150 một con, một cặp 200. Nó phơm lưng đuôi kỳ đồ rất đều. Rồi. Đây, con này rất đẹp anh em ơi. Đây nữa. Đó, màu cam luôn,
sung ghê luôn, bay ra ngoài luôn, quá đẹp. Rồi dưới đây là lô khuyến mãi, dưới đây là cũng trưng bày luôn đó, chỉ 100k một con thôi. Đây mở ra cho anh em xem, đẹp không khui gì luôn đó. Thôi lô này mình khuyến mãi nha, 100k một con. Rồi anh em nào thích thì qua shop lựa cá nội ngí cho mình đó. Rất đẹp luôn, full star. Hiện tại trên keo đang có hơn 200 con, qua thoải mái lựa chọn luôn đó. Đây nữa, chưa gặp thấy nhau, giờ xíu cho tìm thấy nhau thì qua con khác. Quá đẹp luôn, 100k phơm cực chuẩn. Đó, vây kỳ đồ quá đẹp luôn. Rồi 100k anh em ơi. À, nhìn star quá chiến đấu luôn. Dưới đây nữa còn rất nhiều luôn. Còn nào thấy không? Họ thích màu nào chọn đó, đều full star hết. Đây đó. Đây, quay lại này cho hai cái khe sau. Đó. Ra nè. Đây. Quá trời đẹp luôn. Đó. Rồi, bỏ ngoại sơ cho anh em xem, còn bên đây là hấp môn. Hấp môn hôm qua mình chưa qua trên keo đúng không? Đây, quay hấp môn cho anh em xem. Trên đây là demo. Đây, cho ít demo ra. Đây rồng nữa anh em, rồng vàng rất là đẹp luôn đây. Đó, rất là sung luôn, rồng vàng. Đó, trời ơi. Bao đẹp. Đây có rồng đỏ. Rồi hấp mua nè, hấp mua kè nè, quay hấp mua nha. Hấp mua này bên mình đồng giá 80k một con, đuôi full. Bao bích đó 80k một con, rồi giá thị trường chắc từ 120-150, có con 200-300. Đó bên này 80k một con, là thấy ít ưng màu nào đó thì qua lựa. Đuôi bảm bảo với anh em là full hết đuôi, đuôi bung hơn 180 hết. Đây. Đó. Cái này 80k bao phá giá luôn. Quá lộng lẫy.
full red gen rebound. Chết rồi, kẹt cá rồi anh em ơi. Ăn lơ rồi, ăn lơ rồi. Xuống chưa? Rồi ra ra ra. Đây, máy bầu hết nha. Máy bầu luôn, rất là đẹp luôn. Có chống rebound, chống thường, anh em thích nào chống lựa chọn cái đó. Còn máy thì chỉ có máy thường thôi. Đó, máy bầu như binh bông luôn anh em. Bầu to căng mộng nước. Đó, anh em tranh thủ qua bắt sớm giờ để đẻ quán mình luôn. Hết chỗ nuôi luôn rồi. Đây, tiếp theo là thả trống nha. Có trống đi bông, trống thường nha, anh em hết lựa trống nào cũng được đó nha. Trống đi bông thì sẽ sản yếu hơn trống thường. Đó. Đây, sổ trống anh xem trống tươi lắm, 80k một cặp thôi, máy bầu đẹp. Rồi giảm luôn 200k ba cặp cho anh em là đang xem video này. 200k ba cặp cho anh em xem video nha. Ô la 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 la. Rồi làm việc một tay nó khổ lắm anh em à. Đây. Đó, thích chống thừa, chống rebound gì thì bắt mình. Báo mình. Có chống rebound, chống thừa, thích chống nào báo mình chống đó. Còn không báo anh bắt ngẫu nhiên hên xui nha. Máy bầu căng lắm rồi. Đó, tươi rối luôn. Chỉ 80k một cặp, 200k là 3 cặp luôn. Quá sướng. Đây là coi super sọt, hàng đẹp luôn anh em. Đỏ tươi rối, đầu đỏ đậm luôn. Đó, thấy chưa? Đỏ tươi rối, đầu đỏ đậm luôn. Quá đẹp. Form cực kỳ đẹp luôn. Giá thị trường con này phải từ 250, 300, 400, 500 có luôn. Bên shop Bokubi 150k một cặp. Còn ít lắm nha, nói chung hàng này mình bán giá là rất tốt rồi nên rất là ít. Ít cá luôn. Anh em cày bừa dòng này nhanh lắm. Đó, cho nên ai mà có ý mua thì qua shop sớm thì còn. Rồi, rất đẹp luôn, còn có mấy cặp mà cặp nào cũng thấy đều đẹp hết. Super sọt xong rồi thì bên đây mình có nguồn anh em cha mẹ đó luôn, mà anh em cha mẹ này cấp cao hơn xíu luôn. Có rebound. Super sọt rebound. Hàng này thì 600k một cặp super sọt rebound. Đầu đỏ kìa anh em thấy không? Đầu cực kỳ đỏ luôn, nguồn cực kỳ chất lượng, gen tốt, ra rất là ngắn, cá form rất là đẹp, ngắn. Trời ơi, ngắn cỡ một đốt tay mình thôi à. Thấy không? Để một đốt tay rồi che mất con cá luôn. Nước tràn luôn. Tràn nước đâu á. Còn đang quay video dở ba. Mọi này bán rồi luôn, hết cá luôn nha anh em ơi. Ồ, hết cá luôn. À, quay cho anh em coi chơi. Chỉ trong vòng 1 tiếng là bầy này đã bay màu sau khi up video. Này có người đặt rồi nha. Trời ơi quá đẹp. Quay cho thèm chơi. Rồi full gold dưới này. Đây bầy full gold gen rebound với lại có bầy chống rebound dư. Anh em thích mua chống rebound về chân á. Đây chống rebound hoàn toàn đẹp luôn, 50k một con. Một cặp gen rebound là 40k. Một cặp 40k là chống thường, máy thường nha. Còn đây mình dư chống rebound, anh em thích bắt chống rebound là 50k một con thôi. Cực kỳ đẹp luôn, bắt về chân hồ chơi. Gold hàng tuyển, máy lên tay bơi vàng ươm này, 150 hai cặp. Đó, rất đẹp luôn, vàng ươm. Bên đây có con rebound hàng tuyển, size hơi nhỏ xíu, 150k một cặp, chống máy rebound. Đó, anh em nhìn màu sắc là tay bơi, anh em đánh giá chất lượng cá nha. Cá rất rất đẹp luôn. Bên đây con hàng máy lên tay lên vẫy, hàng này thì 100k một cặp. Đó, để danh qua các loại con nha. Con này 150 là thật là đẹp, anh em mua về có chỗ ánh nắng á, tôi phơm lên là con cá lên màu tuyệt vời luôn. Anh em xem cái thùng tay bơi của nó đó, rất dài và đậm màu, rất đẹp luôn. Còn bên đây là mình còn có một vài cặp tuyển máy lên tay bơi, Wingo Rebound máy tay bơi. Đó, cái này là
250k một cặp. Thấy chưa, máy lên màu tabơ nè. Đó, 250k tay bơi cánh bướm luôn. Tay bơi bướm cực kỳ đẹp.